Bước sang đoạn số 2. Ở đoạn số 2 này chúng ta sang rẻ quạt thứ 2. Thì các bạn móc theo mình như sau. Đó là hàng số 1, 2, 3, hàng số 4. Các bạn lên cao này. 1, 2 xích này. Lên cao 2 xích. Móc vào cái nhánh này. Nhánh đầu tiên này. Tiếp theo các bạn móc 1 2 2 xích nhé, móc vào giữa cái cụm này 4 mũi móc kép. 1 này, 2, 3, 4, 4 mũi móc kép. 1 2 xích, móc vào cái nhánh này đầu tiên này một mũi móc đơn. Sau đó các bạn tiếp tục móc cho mình 1 2 3 4 xích này, sang bên đây nhánh kế bên này một mũi móc đơn. Tiếp tục 1 xích 2 xích, lại móc vào giữa cái cụm mà cái mũi hạt thóc này này 4 mũi móc kép. 1 này, 2, 3, 4. Tiếp theo 1 xích, 2 xích, móc sang một xích này, 2 xích này. Móc xuống nhánh này một mũi móc đơn. Tiếp tục 1, 2, 3, 4 xích, sang bên đây một mũi móc đơn, 1 xích 2 xích, móc lại tiếp tục móc vào giữa cái hạt thóc này 4 mũi móc kép. Tất cả các mũi đều móc vào, các mũi móc kép móc vào giữa của cái mũi hạt thóc này bằng 4 mũi móc kép. Ở hàng dưới chúng ta móc 3 thì bây giờ chúng ta tăng lên là 4 để cho nó tạo cái điểm xòe được nhiều hơn. 1 2 xích, lại móc vào khe dưới này một mũi móc đơn. 1 2 3 4 xích, lại móc sang bên đây. Tiếp theo 1 xích 2 xích, lại móc vào giữa của cái cụm này 4 mũi móc kép. Cứ như vậy cho đến hết hàng. Thì đó là cách móc của hàng số 4, cụm hoa thứ 2. Các bạn cứ móc cho mình đến cuối hàng như vậy nhé. Đây, sau khi ra thì họa tiết nó ra đang là hình cong cong rồi. Và các bạn có thể nhìn chat để chúng ta áp dụng. Các bạn nhìn chat là thấy đây này, chính là đây này, 2 xích này, xuống mũi nhánh đầu tiên, sau đó 2 xích. Tiếp tục đây 4 mũi móc kép vào giữa cụm của hàng dưới, 2 xích móc vào mũi đơn ở cạnh, 4 xích sang bên cụm bên cạnh. Sau đó 2, chỗ này mình lại không theo họ, ở đây họ có 3 cái mũi kép. Thì chúng ta lại sang ngay đây là 4 thay vào đây, 4 trước đó lại sẽ là 2. Bởi vì chúng ta phải tạo ra nhiều cái mũi móc xích và nhiều cái mũi móc kép thì nó mới tạo điểm xòe nhiều, thì tay áo của bé nó mới bồng. Còn nếu móc y hệt chat này thì nó không bồng được đâu. Bởi vậy các bạn theo kết hợp cái cách đọc chat của cái cụm này này, cụm đầu tiên này này, cụm tiếp theo này này, để chúng ta áp dụng vào bài chứ không xem hết nhá. Và theo nhìn theo video mình hướng dẫn vừa rồi ấy, thì các bạn móc cho mình đến cuối hàng. Đi đến cuối hàng, các bạn móc cho mình như sau. 2 xích này, móc vào khe bên đây. Tiếp theo 1 2 xích này, móc vào mép ngoài cùng để chúng ta kết thúc. Đây gọi là hàng đầu, hàng số 1 của cụm thứ 2. Có nghĩa là bắt đầu khởi động điểm của một cụm thì nó sẽ có cái hàng mũi kép này này, có các cái mũi kép cụm và giữa đây nhá. Gọi là hàng số 4, nhưng mà chúng ta bắt đầu từ đây chúng ta gọi đây là hàng số 1 của cụm thứ 2. Cụm đầu tiên nó kết thúc ở đoạn này. Chúng ta sang hàng thứ 2 của cụm thứ 2 thì nó sẽ giống hàng thứ 2 của cụm đầu tiên. Đây nó chính là hàng này. Hàng này, hàng 3 đây. Thì các bạn móc 1 xích. 1 xích, 2 xích này. Tiếp theo các bạn lật trở lại này. 2 xích này, móc vào cái 3 xích nhá. Móc vào chân đầu tiên của mũi kép hàng dưới này. Một mũi móc kép này. Một mũi móc kép này.
1 xích, 2 xích. Từ đây các bạn sẽ móc cho mình giữa các khoảng cách các mũi này là 2 xích nhé. 2 này, 1, 2. 1, 1, 2. Có nghĩa là vẫn là 4 mũi kép dòng thẳng xuống, thẳng lên, nhưng giữa các khoảng cách nó là 2 mũi móc kép ở cái hàng thứ hai của cụm thứ hai này. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 1 xích, 2 xích này, móc xuống nhánh mũi rỗng này này, 1 mũi móc đơn này, 1 xích, 2 xích này, móc vào cái mũi móc kép này. Các mũi kép của hàng dưới có 4 mũi kép, nhưng giữa các khoảng cách các mũi kép là 2 mũi móc xích. 1, 2, 1 mũi kép, 1 xích, 2 xích, 1 mũi kép tiếp. Đó, nhìn thấy. Tiếp theo, 1 xích, 2 xích, móc vào cái mũi này ở dưới, mũi xích cái này ở dưới, cái cụm rỗng ở dưới này, 1 mũi móc đơn. Tiếp theo, 1 xích, 2 xích, và thứ tự 4 mũi móc kép, tức là giữa các khoảng cách là các 2 mũi móc xích, sau đó lại 2 mũi móc xích xuống cái cụm rỗng này, thì đó là cái hàng số 2 của cụm thứ hai. Thì các bạn chú ý để móc cho mình đến cuối hàng và lắng nghe luôn cái hàng số 3. Hàng số 3 của cụm thứ hai nó giống với hàng thứ ba của cụm đầu tiên. Đây, nó giống cái cụm này, thì đó là đây này. Có nghĩa là chúng ta móc trên này là đang có 4 cái mũi kép này nhá. Thì cái đỉnh của nó cũng phải có 4 cái mũi hạt thóc tăng lên, và giữa các hạt thóc là 2 mũi móc xích, sau đó giao nhau giữa hai cụm móc xích. Hai bên này này thì bằng một mũi móc xích ở giữa. Thì cái này các bạn móc cho mình giống cái hàng này này, cái hàng thứ 3 của cụm đầu tiên này. Nhớ nhé, hàng số 2 này các bạn móc đến cuối hàng. Hàng thứ 3 thì các bạn lại nhìn lại video hoặc nhìn lại hình của cái hàng thứ 3 của cụm đầu tiên này này nhé. Đó là hạt thóc, dưới có 3 hạt thóc thì trên 4 hạt thóc, và xong các hạt thóc đó thì sẽ có 2 cái mũi móc xích. Nhưng kết thúc của một cụm thì sẽ có một móc xích giống như hàng dưới. Thì các bạn có thể nhìn chart của cái phần này, đây này, chính là hàng này. Thì đó là xong cái cụm thứ hai nhé. Kết thúc của cái cụm thứ hai, các bạn phải chú ý lắng nghe và tua lại video, quan sát cái phần móc chúng ta đã vừa móc để chúng ta hoàn thành các cụm. Và các cụm tiếp theo nó cũng tương tự như vậy. Thì ở đây là mình vừa giới thiệu cho các bạn xong cụm thứ hai. Tiếp theo cụm thứ ba thì mình lại hướng dẫn tiếp. Thì các bạn móc cho mình kết thúc xong hàng xong cụm thứ hai đi nhé. Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy ở đây, thì như mình đã hướng dẫn là các bạn móc giống ở cái cụm đầu tiên ý. Đây, ở hàng số 2 thì đây, các bạn cứ dòng xuống để xem. Hàng thứ 3 này thì nó lại giống cái hàng thứ 3 của cụm đầu tiên. Có nghĩa là mỗi cái cụm hạt thóc này sẽ cách nhau 2 mũi móc xích, nhưng giữa các khoảng cách của các cái cụm rẻ quạt này nó giao nhau bằng 1 mũi móc xích. Cứ như vậy cho đến cuối hàng. Thì đến cuối hàng đây. Đây, đi đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc cho mình đây, đủ được 4 cái hạt thóc này lên rồi nhé. Sau đó lại 2 xích này. Và từ đây các bạn móc vào mép ngoài cùng 1 mũi móc kép cho mình để mình kết thúc cái cụm thứ hai, kết thúc hàng số 3 của cụm thứ hai. Các cụm khác thì rất là giống và tương tự thôi. Thì các bạn nên cao 1, 2, 3 xích này. Thì đây, đến đây thì chúng ta lại bắt đầu quay về cái cụm đầu tiên của cái hàng số 2, hàng số 1 đều giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở tăng cái mũi. Hàng đầu tiên chúng ta 3 này, 4 này, bây giờ chúng ta sẽ lên 5. Đó, chỉ có đơn giản vậy thôi. Thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình 1 này. Chỗ này đây, móc vào cái mũi đầu tiên này, nhánh đầu tiên, một mũi móc đơn này. Tiếp theo này, 1, 2 này. Đây nhá, 2 xích này. Móc vào đây 1 mũi kép này. Ở hàng này thì các bạn lại phải móc vào giữa đây, tại vì nó không, đây, nó là số mũi chẵn 1, 2, 3, 4. Bởi vì chúng ta phải giữ vào cái khe này. 2, 3, 4, 5.
Như vậy 5 nhá. Ở hàng này chúng ta sẽ móc 5 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc 1 xích, 2 xích này, móc xuống cái khe dưới này một mũi móc đơn này. Tiếp theo các bạn móc 1 2 3 4. 4 mũi móc xích lại sang bên này, một mũi móc đơn. Tiếp theo 1 2 xích móc vào giữa đây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Tiếp tục 5. Cứ như vậy cho đến hết hàng thì đó là cái cách móc của hàng cái cụm thứ ba. Có nghĩa là vẫn y hệt như ở dưới nhưng chúng ta sẽ tăng lên 5. Sau đó 1 xích, 2 xích này, móc xuống đây. Cái nhánh bên cạnh này, mũi mũi đơn 1 2 3 4 này. Đấy, sang đây. Tiếp theo 1 2 3 4 5. À, 2 này. Móc vào giữa đây 5 mũi móc kép. 1 này. 2 này. 3. 4. 5. 1 2. Các bạn móc xuống dưới đây. 1 2 3 4 5 và 4, 4 xích. Tiếp theo các bạn móc sang bên đây. 1 2. Lại móc 5 mũi vào đây. Cứ như vậy cho đến hết hàng thì đó là hàng đầu tiên của cụm thứ 3. Thì đây là hàng đầu tiên. Thì hàng 2, hàng 3 thì các bạn móc giống y hệt như cái hàng dưới chúng ta đã móc ở cái cụm 2, 3. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ móc đây này, giữa các khoảng các cái mũi này, có nghĩa dưới là 4 cái nhánh này, giữa các khoảng cách là 2 mũi móc xích. Thì ở trên chúng ta có 5 thì các bạn móc 5 mũi móc kép giữa khoảng cách là 2 mũi móc xích. Sau đó chúng ta sẽ có nghĩa là 2 mũi xích. 2 mũi xích móc vào cái nhánh mũi này, mũi rỗng này này, xong lại tiếp tục 2 mũi xích. Cứ như vậy. Đây, chính nó là cái điểm này. Các bạn nhìn thấy đây, 5 mũi nhé. Giữa các khoảng cách là 2 mũi móc xích đây. Tiếp tục 2 xích móc vào rỗng dưới, xong lại 2 xích, tiếp tục 5. Cứ như vậy cho đến hết dòng. Đến cái cụm, đến hàng thứ 3, hàng hạt thóc thì cũng như vậy. Gióng thẳng lên móc các mũi hạt thóc, giữa các khoảng cách là 2 mũi móc xích. Và giao nhau giữa hai rẻ quạt này thì sẽ là một mũi móc xích. Đó là cái hàng thứ 2, thứ 3 của cụm thứ 3. Tóm lại nó rất là giống ở hàng các cái hàng dưới, nên các bạn quan sát ở dưới kết hợp sát để các bạn nhìn ra và móc theo. Đây nhá, mình nhấn mạnh lại một lần nữa. Ở cụm đầu tiên thì các bạn xuất phát từ 3 mũi móc kép. Thì nên đây sẽ có 3 mũi móc kép giữa các khoảng cách là 2 mũi móc xích. Nên đây hạt thóc thì cũng là giữa các hạt thóc là 2 mũi móc xích. Và giữa các cụm rẻ quạt nó là một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai thì tăng lên 4. 4 thì các hàng ở dưới cũng như vậy. Và ở hàng cụm thứ ba thì tăng lên 5. Và giữa các khoảng cách của các mũi kép vẫn là nó, đây là đầu tiên là 5 mũi kép này, sau đó là tăng lên mũi chân một mũi nhưng bằng 2 mũi móc xích. Kết thúc của các rẻ quạt thì sẽ có một móc xích ở giữa. Nó rất là giống ở dưới, các bạn so sánh ở cái phần chúng ta vừa móc và cái kết hợp với chát này nữa để chúng ta hoàn thiện xong cái cụm thứ ba nhé. Để mình hướng dẫn tiếp cho các bạn ở cụm thứ tư, đoạn thứ tư, đoạn thứ có nghĩa là hướng dẫn đoạn 4 ở đoạn thứ 3. Như vậy mình kết thúc đoạn 2 tại đây. Kết thúc cụm thứ 3. 1 2 3.